Thank you.
Các bạn, Tết cổ truyền sắp về tới rồi. Ở xứ người buồn quá các bạn ơi. Nên hôm nay làm clip ngắn này gửi đến các bạn xem thư giãn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.